Hi, xin chào mấy bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thu thập Pokemon trong ARK nhé. Chắc có lẽ các bạn biết rằng bú bối thần kỳ có rất là nhiều hệ, nhưng có một hệ hết sức đặc biệt, đó chính là hệ rồng. Hết bất cứ Pokemon nào mang hệ rồng đều có hình hài của loài rồng truyền thuyết. Tuy nhiên ngày hôm nay muốn bắt được loại Pokemon đó thì chúng ta phải đến một thế giới hết sức đặc biệt. Tại nơi này tôi được hỗ trợ bởi một nhân vật cũng có hình hài của loài rồng. Sau đó tôi cũng nhanh chóng đối thoại với nhân vật này và bắt đầu thử thách. Đồng thời tôi cũng được phép chọn hai con Pokemon sơ cấp để có thể thực hiện nhiệm vụ đầu tiên này. Vâng, tôi sẽ chọn con Pokemon vĩnh cửu, trông nó thật lạ. Thì qua cuộc đối thoại với nhân vật hình rồng, tức là cái người hỗ trợ tôi biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình đó chính là đi thu thập 5 khúc cây các bạn à. Ôi trời đất ơi, cái nhiệm vụ gì mà khó dữ vậy? Để tôi lấy nguyên 5 cái cây cổ thụ về cho ổng xài cho nó đã luôn. Thế là tôi cũng nhanh chóng hóa thân thành Pokemon vĩnh cửu hệ rồng biết bay này, tìm những cái cây cổ thụ to lớn và hút vào nó, lấy thật nhiều gỗ để đủ 5 khúc gỗ đặc biệt. Ở lát nữa giao cho cái thằng Khứa hỗ trợ tôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ này có vẻ hơi chán nhỉ? Nhưng không sao, cố gắng thêm tí nữa đẩy nhanh tiến độ thu thập xong, chúng ta lại vào. Hy vọng nó sẽ đổi cho tôi một con Pokemon khác và giao một nhiệm vụ đi đánh nhau để cho các bạn xem sướng con mắt, còn tôi nói cho nó sướng cái mỏ. Thì không mất thời gian bao lâu, tôi cũng đã nhanh chóng thu thập được 5 khúc cây đặc biệt. Bây giờ quay về phục mệnh đối thoại thôi. Hả? Cái thằng Khứa hỗ trợ tôi nó đã di chuyển lên phía trước rồi. Wow, đỡ phải quay ngược trở lại. Tôi cũng nhanh chóng tiến gần lại nó. Trên đường tôi còn làm khuyến mãi cho nó thêm khúc cây nữa, để nó về nó làm tâm xí răng nó xỉ, khỏi phải hành ai sau này. Và thế là tôi cũng nhanh chóng tới chỗ nhân vật hình rồng hỗ trợ này, lại tiếp tục đối thoại. Và lần này tôi đã nhận thêm một nhiệm vụ thử thách khác. Tất nhiên thì tôi cũng lại được lựa chọn thêm 2 Pokemon nữa. Tôi đang phân vân giữa Pokemon rồng cá mập đầu bú và Pokemon rồng hình dơi. Chắc có lẽ tôi chọn rồng hình dơi quá, bởi vì nhìn hình dáng này hết sức lạ lùng. Và nó có đôi cánh thật to, chắc nó bay được. Còn cái con cá mập hột vình lộn kia, chắc nó chỉ biết đi bộ thôi quá. Thế là tôi cũng nhanh chóng chọn và hóa thân thành con rồng sống siêu âm hình dơi này. Ôi trời đất ơi, trông nó cũng thật là cute chứ, cũng đâu có đến nỗi nào xấu như thị nở đâu. Thôi được rồi, tiến hành bắt đầu nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ ở cái vòng này, khi đối thoại hồi nãy tôi đọc sơ qua, hình như là đi bắt 10 con bọ các bạn à. Ôi trời đất ơi, những con bọ nó nhỏ siêu nhỏ xí à, làm sao tìm thấy nó mà bắt hả trời. Thì lúc này từ đằng xa tôi đã nhìn thấy những Pokemon hình bọ rất là to lớn. Không lẽ y có cái thằng Khứa hỗ trợ tôi là bắt những con bọ này hay sao? Tôi cũng lập tức sử dụng cái cơ thể của Pokemon hình dơi này tiến tới tấn công lũ bọ. Và thật là bất ngờ, khi tôi tiêu diệt mỗi con bọ Pokemon, tôi đã thu thập được những con bọ hết sức nhỏ nhưng rất cần thiết và đúng như yêu cầu của cái thằng Khứa giúp đỡ tôi. Đồng thời lúc này khi mỗi đòn tấn công ra chiêu thì Pokemon hình dơi của tôi phát ra sóng siêu âm cực kỳ đặc biệt, khiến cho mục tiêu tôi tấn công bị choáng váng, bị mất khứu giác và bọn chúng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thừa thắng xông lên, tôi dùng móng vuốt của mình xé toàn xác của bọn chúng và thu thập được những thứ hết sức quan trọng. Vâng, cứ như thế mà tôi lại tiến thẳng và gặp bất cứ Pokemon bọ nào ở đâu thì bọn chúng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của tôi. Di chuyển một chặng đường khá dài, hạ rất là nhiều bọ Pokemon, tôi cũng đã thu thập gần như đầy đủ số lượng cần thiết rồi. Sau đó tôi cũng hạ luôn còn cuối cùng. Và lúc này trước mặt của tôi thì thằng Khứa hỗ trợ hình rồng lại xuất hiện. Hay lắm, tôi sẽ nhanh chóng tới chỗ của nó và tiếp tục đối thoại, trả nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ khác. Hy vọng nó lại cho tôi thêm Pokemon mới. Vâng, đúng như những gì tôi đã suy đoán, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, chỉ mất thời gian mà thôi. Tôi lại nhận thêm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này có vẻ như hấp dẫn đây, bắt đầu đánh nhau rồi. Và tất nhiên nó cũng đã cho tôi hai sự lựa chọn với hai Pokemon cực kỳ mạnh. Ôi trời đất ơi, có cả rồng không khí nữa kìa. Nhưng mà con rồng này tôi từng chơi rất nhiều rồi, nên tôi sẽ chọn Pokemon còn lại là một con rồng sushi.
màu xanh tím. Ôi trời đất ơi, không biết nó có mạnh không nữa. Tôi cũng nhanh chóng hỏa thần vào nó. Ủa, sao nó có cánh mà nó không biết bay trời? Gì kỳ lạ quá vậy cha nội kia? Nhưng mà tôi ngó sang cái thằng hỗ trợ, nó lại biến đâu mất tiêu rồi. Thôi, tôi cũng nhanh chóng lên đường, tiếp tục thực hiện thử thách. Nhiệm vụ lần này của tôi sẽ chiến đấu chống lại những con mãng xà quá phụ, tức là lũ mãng xà cái chết chồng hay bị chồng bỏ chồng chê đó các bạn. Tôi phải giết bọn chúng để lấy răng nanh của lũ mãng xà cái này. Nghe có vẻ hấp dẫn rồi đây. Chuẩn bị có đánh nhau rồi, bọn chúng kia. Và thế là cuộc chiến của tôi với lũ mãng xà đặc biệt này cũng đã bắt đầu. Tôi cũng nhanh chóng sử dụng cái chiêu thức kinh khủng của mình. Nó còn phát sáng và tạo ra vòng xoáy hết sức đẹp mắt. Và với cái chiêu thức đó cũng dễ dàng đánh tan hết những con mãng xà quá phụ này. Hay lắm, bây giờ tiến tới bẻ răng của bọn chúng thôi nào. Hy vọng thì những con mãng xà quá phụ ở đây toàn yếu yếu thôi. Lỡ đâu mà gặp con mạnh quá, nó bật ngược lại tôi thì toàn tôi mất. Với lại cái vẻ đẹp trai của tôi cũng rất là nguy hiểm. Đồng thời cái lũ rắn cái ở đây, bọn chúng chết chồng nên thiếu hơi đàn ông dữ lắm. Không chừng bọn chúng mạnh quá, bọn chúng bắt tôi lấy mất đời trai của tôi thì khổ. Thế là tôi cũng nhanh chóng đi qua cái vùng đất đầy nguy hiểm chất độc này. Ôi trời đất mẹ ơi, cái lũ rắn này vừa to vừa khổng lồ, vừa thiếu hơi đàn ông, rất nguy hiểm. Nhưng không sao, nhờ cái kỹ năng hết sức đặc biệt của Pokemon hệ rồng Sushi này cũng đã giúp tôi hạ từng con rắn quá phụ và bẻ nanh của bọn chúng, thu thập được khá khá nhiều cái răng nanh của rắn độc rồi. Từ phía dưới thấp đi lên ngọn đồi núi, từ trên cạn đi xuống dưới nước thì tôi cũng đã tiêu diệt quá trời quá đất những con rắn quá phụ và thu được gần chục cái răng nanh rồi. Thế là tôi cũng nhanh chóng giết luôn con cuối cùng. Sau khi giết được nó, tôi nhìn phía trước thì cái thằng khứa hỗ trợ hình rồng của tôi lại xuất hiện. Ôi giời đất ơi, tôi không biết nó hỗ trợ tôi hay là tôi làm nô tài cho nó nữa. Nó xài đi đâu tôi đi đó à. Cuối cùng tôi đã tới nơi rồi. Nhanh chóng đối thoại với nó, trả nhiệm vụ để bắt đầu nhiệm vụ mới. Vâng, ở nhiệm vụ tiếp theo có vẻ như tôi sẽ chiến đấu với lại những con rồng thật thụ tại thế giới kỳ lạ này. Do đó mà nhân vật này sẽ hỗ trợ cho tôi những con Pokemon cực kỳ mạnh. Ôi trời đất ơi, có cả Pokemon truyền thuyết rồng Rayquaza đó kia. Nhưng mà Rayquaza tôi chơi rất nhiều rồi. Tôi sẽ chọn Pokemon thứ hai. Đó cũng là một Pokemon thần thánh, chính xác hơn là Pokemon thời gian Dialga. Wow, trông nó thật là to lớn và ngầu. Có điều nó không có cánh các bạn à. Nhưng mà không sao, bù lại thì chắc chắn Pokemon thần thánh này sẽ giúp tôi thể hiện những kỹ năng hết sức đẹp mắt. Tôi cũng nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Lúc này tôi bắt gặp được những sinh vật rồng vô cùng to lớn. Nhiệm vụ của tôi đó chính là lấy những cái sừng của những con rồng này. Vâng, tôi sẽ thực hiện nó ngay lập tức. Vừa tiến lại sát, bọn chúng không hề chú ý tới tôi. Sau đó thì tôi cũng bắt đầu thể hiện kỹ năng. Wow, một thứ ánh sáng màu vàng giống như là lửa vậy các bạn. Nhưng không phải, đây có lẽ là một thứ năng lượng hết sức đặc biệt đến từ Pokemon thần thánh này. Và sau đó thì lũ rồng chích tiệt kia cũng đã chú ý tới tôi. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tôi tới đây quậy phá gia đình của bọn chúng. Bọn chúng cũng đã hội đồng tấn công ngược lại bản thân của tôi. Thế là một cuộc chiến kinh thiên động địa cũng đã diễn ra. Lũ rồng chích tiệt đó bắt đầu phun một loại khí rất lạnh. Khí hàn băng đó dính tới con nào, con đó sẽ đóng thành đá. Ôi, sợ quá à. Nhưng không sao, cơ thể của tôi rắn chắc như thép vậy, có thể chống lại những cơn lạnh thấu xương thấu thịt đó. Và sau một hồi, tôi cũng đã diệt sạch cả bầy rồng băng đặc biệt này, lấy được sừng của bọn chúng, đủ số lượng 20 cái các bạn ha. Wow, đến lúc rồi, tìm cái thằng khứa hỗ trợ và phục mệnh nó, trả nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ tiếp tục. Wow, nhiệm vụ tiếp theo có vẻ như là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Tôi sẽ đối mặt với lại một con rồng chúa tể hắc ám, giúp tên hỗ trợ này giết con rồng đó. Đối lại, hắn sẽ tặng cho tôi
những Pokemon huyền thoại cực kỳ mạnh mẽ hệ rồng. Wow, thật là đã. Có rất là nhiều Pokemon đặc biệt ở trong đây. Tôi cũng chẳng biết chọn con nào cả. Thôi, chọn đại con màu trắng này cũng được. Đây chính là Pokemon huyền thoại Reshiram. Wow, nó vừa là hệ rồng, vừa là hệ lửa. Do đó kỹ năng của nó sẽ đến từ lửa. Ôi, thấy mẹ rồi. Lần này tôi sẽ đốt cả khu rừng này luôn. Thôi, giỡn chút thôi. Chúng ta lại tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng nào. Tôi nhanh chóng bay lên trên trời và chi tiêu cái con boss rồng hắc ám. Nó kia kìa, ôi trời đất ơi, trông nó thật là to và vĩ đại. Người của nó bốc toàn khói đen không à. Hay lắm, đến lúc tôi sẽ thử sức mạnh của con Pokemon huyền thoại màu trắng này rồi. Wow, wow, cả tôi và con rồng hắc ám kia đều rất là đẹp, phát ra những kỹ năng vô cùng hiệu ứng. Ôi trời đất ơi, không biết tôi có bị nó làm thịt hay không, nhưng mà có vẻ như nó lắng ác tôi rất là nhiều. Được rồi, bình tĩnh lại nào, tìm chỗ yếu của nó để tiêu diệt nó. Tôi cảm nhận được con rồng này có trái tim không bất tử. Cúi sát xuống ngực của nó, tấn công nhiều phát vào trong đó. Hy vọng nhiều cái tác động sẽ gây hại đến quả tim của nó, làm cho nó suy yếu. Một phát, hai phát, rồi đến hàng trăm phát. Tôi cảm nhận nhịp thở của con rồng hắc ám đó bắt đầu tăng dần. Chắc có lẽ nó rất là đau rồi. Cố lên, cố lên, tôi phải kiên trì cho khi nào nó chết thì thôi. Vâng, sự kiên trì của tôi đã được đền đáp. Cuối cùng, tôi cũng đã xuyên thủng vào trong tim của nó, khiến nó ngã gục và chết ngay tại chỗ. Tôi cũng chính thức hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và sở hữu được Pokemon mạnh nhất, hệ rồng Reshiram.